Chào các bạn, đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay sẽ có anh Hưng đến từ Hermes Hoa Kỳ sẽ cùng chúng ta trao đổi về các vấn đề về sức khỏe sinh sản của nam giới. Như các bạn đã biết, tỷ lệ vô sinh và hiếm muộn của Việt Nam đang ngày càng cao, và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn của nam giới chính là do tinh trùng yếu. Tinh trùng là nhân tố quyết định đến sự thành công của quá trình thụ thai. Tinh trùng yếu sẽ làm giảm khả năng thụ thai và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của sinh sản. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu tinh trùng yếu là gì? Theo anh thì tinh trùng yếu sẽ là gì ạ? Tinh trùng yếu đó là khi mà tỷ lệ tinh trùng chết hoặc nằm im bất động nhiều quá 25%, độ di động ít nhỏ hơn 75%, trong đó độ chuyển động thấy ít hơn 50% và chuyển động nhanh tiến tới ít hơn 25%. Thì nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng tinh trùng yếu và thiếu, như là tinh hoàn ẩn, lạc chỗ, bị giãn thần tinh, ứ nước màng tinh hoàn, các bệnh nhiễm khuẩn hoặc do virus như là quai bị, đậu mùa, thủy đậu, giang mai cũng có thể làm teo, hoại tử tinh hoàn, cũng khiến tinh trùng yếu và thiếu. Một chế độ ăn uống không hợp lý kéo dài cũng làm ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh tinh. Ngoài ra, nếu bạn mắc các bệnh như là đau dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường thì việc dùng thuốc chữa các bệnh này cũng làm giảm sút năng lực sinh tinh và tình dục. Vậy theo anh thì chúng ta nên làm thế nào để có thể cải thiện chất lượng tinh trùng? Thứ nhất thì chúng ta cần phải giảm căng thẳng. Thông thường thì căng thẳng không phải là một vấn đề của tất cả chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn phải trải qua những cái vấn đề căng thẳng trong khoảng thời gian dài thì có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Căng thẳng nghiêm trọng có thể tác động đến chất lượng tinh trùng của bạn, có nghĩa là có thể ít tinh trùng hơn trong mỗi lần xuất tinh, hay còn gọi là việc giảm nồng độ. Và chúng có thể không di chuyển, như là giảm khả năng di động của tinh trùng. Nếu căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến tinh trùng của bạn, nó có thể khiến các cặp vợ chồng khó thụ thai hơn. Thứ hai đó là chúng ta cần phải tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Thứ ba là chế độ ăn uống thì phải hợp lý, khoa học, hạn chế các đồ ăn nhanh, các loại bánh kẹo, nước ngọt, đồ uống có ga, vân vân. Và đặc biệt đó là phải bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Thứ năm, chúng ta phải bổ sung các loại vitamin và thực phẩm chức năng. Hiện nay thì trên thị trường có một số dòng sản phẩm thực phẩm chức năng bồi bổ cho nam giới rất là tốt, như là Women Conception, vân vân. Thứ sáu là chúng ta phải duy trì cái mức cân nặng hợp lý thông qua cái chỉ số BMI trong khoảng từ 18 đến 25. Và công thức tính BMI thì sẽ bằng cân nặng nhân với cả 2 lần chiều cao. Thứ bảy đó là mặc đồ lót rộng rãi và thoáng. Khi nhắc đến tinh dịch đồ thì đây là một xét nghiệm quan trọng, cần thiết và để đánh giá sức khỏe sinh sản của nam giới. Vậy thì theo anh, khi nào thì nam giới nên cần xét nghiệm tinh dịch đồ ạ? Với nam giới thì khi cần đánh giá sơ bộ khả năng sinh sản và khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, chúng ta cần phải làm cái xét nghiệm tinh dịch đồ này. Thứ hai đó là khi bạn có nhu cầu sinh con nhưng lại chưa được như ý muốn, dù đã thả thời gian từ 6 tháng đến 1 năm và đang rất mong có em bé. Thứ ba là khi bạn có hiện tượng xuất tinh ra máu, viêm ống dẫn tinh, vân vân, thì việc xét nghiệm tinh dịch đồ sẽ nhằm phát hiện ra cái số lượng tinh trùng trong tinh dịch quá ít, tinh trùng di động yếu hoặc hình dạng tinh trùng bất thường nhiều. Bạn nên tập trung điều trị và xử lý sớm nhất có thể. Những yếu tố này có thể đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của người đàn ông. Vậy trước khi mà mình tiến hành xét nghiệm tinh dịch đồ thì mình sẽ nam giới sẽ cần phải chuẩn bị những gì? Chúng ta thứ nhất là cần phải chú ý đó là chúng ta phải thực hiện kiêng quan hệ từ 3 đến 5 ngày trước cái ngày thời điểm lấy mẫu, và tuyệt đối là kiêng các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá trước khi làm xét nghiệm khoảng 1 tuần. Không sử dụng bao cao su, gel bôi trơn trong quá trình hỗ trợ lấy mẫu. Và đặc biệt cái việc mà nhiều bạn nam giới thường làm sai trong quá trình xét nghiệm đó là không xuất hết cái lượng tinh dịch trong một lần xuất tinh vào các cái cốc đựng là cốc lấy mẫu. Nhiều nam giới thì xuất ngập ngừng dẫn đến là làm sai cái kết quả xét nghiệm, bởi vì là 70% cái lượng tinh trùng trong quá trình xuất tinh thì nằm ngay ở cái lần xuất tinh đầu tiên, và nếu chúng ta bỏ lỡ cái lượng tinh dịch mà xuất trong cái lần đầu tiên này thì sẽ làm sai cái kết quả xét nghiệm. Thứ hai đó là tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng. Việc căng thẳng sẽ dẫn đến là giảm lượng tinh dịch trong một lần xuất tinh, qua đó cũng làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm tinh trùng. Thì trên đây là một số các cái lưu ý mà cho nam giới trước khi thực hiện cái xét nghiệm tinh trùng.
Vậy thì các chỉ số ở trong kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ thì anh có thể cho em biết được, cho khán giả để biết được là độ pH ở trong kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ thì nó sẽ nói lên cái khả năng gì của nam giới và ảnh hưởng như thế nào không? Ví dụ là khi chúng ta nhận một cái tờ kết quả phân tích tinh dịch đồ như trên tay tôi cầm đây thì nó sẽ có rất là nhiều chỉ số như là tích tinh dịch, số lượng bạch cầu, độ pH vân vân. Thì đi vào câu hỏi thì đó là độ pH như thế nào thì gọi là bình thường. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì độ pH trung bình của tinh dịch nên nằm trong khoảng từ 7,2 đến 8. Và đây là cái môi trường bảo vệ hoàn hảo cho tinh trùng. Thì cái việc xét nghiệm này thì chúng ta có thể có được thông qua cái kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ, cũng như là chúng ta có thể sử dụng các cái loại giấy quỷ y tế để chúng ta có thể test dựa trên mẫu tinh dịch lấy ra từ nhà. Vậy thì theo như em được biết thì có những cái độ pH khá là cao và thấp, thì những cái độ pH cao và thấp thì nó sẽ là nguyên nhân của bệnh gì? Độ pH quá thấp hay là quá cao thì là một biểu hiện nguyên nhân của một số bệnh. Ví dụ nếu tinh dịch của bạn có độ pH là dưới 7, tức có tính axit, sẽ làm giảm cơ hội thụ thai của bạn và còn là dấu hiệu của sự tắc nghẽn trong túi tinh. Ngược lại, nếu tinh dịch của bạn có độ pH trên 8, tức có tính kiềm, thì có thể làm suy yếu khả năng vận động của tinh trùng và đây cũng là dấu hiệu của số nhiễm trùng. Để duy trì độ pH lý tưởng thì nam giới cần làm như thế nào? Thứ nhất thì nam giới cần phải xây dựng cho mình một cái chế độ ăn uống cân bằng, tập luyện thể chất, tránh tiếp xúc các độc tố như là tiếp xúc với các loại hóa chất nguy hiểm cùng hút thuốc lá, uống rượu có thể khiến cho tinh dịch có tính axit cao. Thứ hai ba đó là hạn chế căng thẳng. Stress sẽ khiến cho cơ thể bài tiết các hormone chống lại những lo âu, căng thẳng trong hệ thần kinh, tim mạch cũng như các hệ cơ quan khác. Thì điều này sẽ khiến cho cái quá trình chuyển hóa trì trệ, tăng ứ động axit và ảnh hưởng đến cái chất lượng tinh trùng. Theo anh thì thể tích tinh dịch đồ thế nào là bình thường? Thực tế, trong tinh dịch chỉ có khoảng 5% là tinh trùng, phần còn lại là các chất lỏng từ tinh hoàn, túi tinh, tuyến tiền liệt, vân vân. Mang theo chất dinh dưỡng cũng như chất nhầy giúp ổn định DNA của tinh trùng và giúp chúng bơi được tốt hơn. Thể tích tinh dịch trong một lần xuất tinh bình thường là từ 2 đến 5 ml, ít hơn 2 ml được gọi là có lượng tinh dịch thấp. Vậy thể tích cao hay là thấp thì là do đâu ạ? Thể tích cao hay thấp thì có thể do các cái tắc nghẽn xuất tinh, túi tinh, xuất tinh ngược hoặc là do rối loạn hormone. Thể tích tinh dịch cao thì có thể do tinh trùng loãng, có vấn đề về tuyến giáp, đã phẫu thuật, có khối u, vân vân. Trong cái kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ thì em có thấy là độ di động của tinh trùng. Anh có thể nói qua giúp em là độ di động của tinh trùng thì như thế nào? Độ di động được gọi là bình thường khi mà có lớn hơn bằng 4% tinh trùng di động hoặc lớn hơn bằng 32% tinh trùng di động tiến tới. Vậy khả năng di chuyển của tinh trùng kém thì là do đâu ạ? Tinh trùng di chuyển kém thì thường là do bệnh tật hoặc là sử dụng một số loại thuốc cũng như là thiếu hụt các cái dưỡng chất hoặc là do việc nam giới sử dụng thuốc lá nhiều. Vậy thì các chỉ số như mật độ, tổng số tinh trùng, tỷ lệ sống và hình dạng thì như thế nào? Nếu thấp quá thì mình có thể làm thế nào để tăng cái tỷ lệ đấy không ạ? Nếu mà các chỉ số như là mật độ, tổng số tinh trùng, tỷ lệ sống hay là hình dáng, dị dạng vân vân thấp quá so với chuẩn tham khảo thì có thể cải thiện bằng các cái phương pháp điều trị cũng như là bằng các cái dinh dưỡng. Vậy chỉ số bạch cầu có ý nghĩa gì? Nếu số lượng bạch cầu cao hơn nhiều so với mức bình thường, chứng tỏ là trong hệ thống sinh sản nam đang có những sự viêm nhiễm và điều này thì chúng ta cần phải tiến hành kiểm tra và xử lý nhanh. Xin cảm ơn anh Hương đã chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo.